Alo. Các vị có nghe rõ rồi, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn bà con. Hôm nay chúng ta sẽ học về bài kinh 129. Nội dung là nói đến bốn cái điều đặc biệt của ngài A-nan. Xin xem đoạn cuối kinh Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ. Tức là mình nhìn cái kinh này mình phải nhớ tới kinh kia, tập cho nó quen vậy đó. Tại vì bốn cái đoạn, vì ở trong cái đoạn này nè, bốn cái đoạn ở trong đây là được lấy ra từ cái Trường Bộ Kinh nha. Trường Bộ Kinh thì đây có bốn cái pháp Acariya, là bốn pháp kỳ diệu, bốn pháp kỳ diệu ngày nay. Bốn pháp đây là sao? Bốn pháp ở đây đó là ngày A Nan đó, ngày A Nan nhé, có ba cái điều đang mà viết sao ta, là để là tứ chúng đó. Đối với ngày A Nan ấy, à, họ có ba cái điều kỳ diệu nên kinh kể có bốn. Biết các vị nghe không ta? Tứ chúng đối với ngài A Nan á, họ có ba cái điều kỳ diệu nên kinh kể có bốn. Số một là các cái tỷ kheo rất là hoan hỷ khi mà gặp mặt ngài. Số 2 đó là hoan hỷ khi nghe ngài nói pháp. Cái số 3 đó là khi ngài im lặng á thì họ tiếc nuối, khát khao. Mà tứ chúng là bốn hội chúng, gồm bốn hội chúng, tứ chúng thì gồm có tỷ kheo, rồi tỷ kheo ni, rồi thiện nam, rồi tín nữ. Nhớ nha, các vị nhớ nha. Chỉ thật ra chỉ có ba thôi, nhưng mà sư chỉ kể là bốn là bởi vì nó bốn chúng. Mà tại sao kể như vậy, tại sao kể như vậy? Là vì khi mà gặp chư tăng á thì ngài A Nan á, là ghi gì mà ảnh, ghi ta tắt đi, khi gặp mỗi cái hội chúng á thì ngài A Nan á có một cái cách tiếp xúc khác nhau. Đây là điểm đặc biệt cái đó, điểm đặc biệt cái đó đó. Trong chú giải nói như vậy đó, này trong chú giải nói nha, tức là khi gặp mỗi hội chúng trong tứ chúng thì ngài đang có một cách tiếp xúc khác nhau. Cái chỗ này nó hơi, chuyện này nó hơi đặc biệt nè, là lâu lâu ở trong đời của mình đó, mình mới gặp được một người mà có thể nói là gần giống như vậy nha. Thì thông thường á, tuyệt đại đa số chúng ta đó thì hay gọi là đãi bôi, tiếng Việt Nam kêu là bãi bui á, hay là thảo mai đó.
Có nghĩa là mình gặp ai mình cũng vui vẻ, rồi ân cần nhiệt tình hỏi thăm rồi đó, rồi mình tưởng đó là hay đó, mình tưởng đó là hay, nhưng mà thật ra cái đó là dở ẹt nha. Tôi nhắc lại trong rung lần nữa, mình đã có thói quen là cứ là ngọt ngào ân cần niềm nở đó với mọi người, với ai mình cũng như vậy hết, rồi mình tưởng đó là hay, nhưng mà không, cái đó không phải là cái pháp hiền trí. Cái bậc trí tuệ mà trong Phật pháp đó là không phải như vậy, mà phải là bậc trí trong Phật pháp á, phải gọi là tùy đối tượng, phải tùy thực khách, tùy cái khẩu vị mỗi người mà đãi ăn khác nhau. Đó, bậc trí trong Phật pháp phải tùy thực khách, tùy khẩu vị mỗi người mà đãi ăn khác nhau. Các vị nghe kịp chưa? Chứ còn thể phải như cái người bình thường mình đó, là mình cứ là rồi sao má khỏe không con, sao ba khỏe không anh, sao về anh chị nhà khỏe không em, rồi vòng vòng là lúc này trời nắng, lúc này nóng quá, lúc này trời lạnh quá, lúc này thấy em mập ra, lúc này thấy chị hình như hơi gầy á nha, sao có đi bác sĩ không. Đại khái là mình cứ 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 vòng vòng cái ba cái vụ gia đình rồi sức khỏe rồi công việc như vậy thôi. Đó là cái cách của cái người mà không phải bậc hiền trí, có nghĩa là những người sống theo lối mòn nha. Còn cái cỡ mà như Ngạ Nang đó là không không có cái vụ lối mòn, mà tùy đối tượng, tùy ở đây tôi nói là tùy thực khách, tùy khẩu vị của mỗi thực khách mà ngài có cái món ăn khác nhau hết, cho nên ai đến gặp ngài khi đi về họ cũng no hết trơn, no mà còn thòm thèm nữa. Khi mà ngài im lặng họ có cảm giác giống như đang ăn mà bị dẹp vậy đó, đang ăn mà bị dẹp cái dọn cái mâm đi vậy đó, đó phải như vậy đó. Cho nên ở trong đây Đức Phật ngài dạy rằng A Nan giống như chuyển lưng vương ở cái điểm là khi nhìn thấy A Nan gọi là Dasani đó, tức là chỉ nhìn, chỉ bằng cái nhìn A Nan là người ta đã thấy hoan hỷ rồi. Rồi cái Sute đó là chỉ nghe A Nan nói chuyện là người ta đã thấy hoan hỷ rồi. Mà khi mà A Nan im lặng đó, tuân hi là im lặng đó, thì người ta Atthitta đó, cái lòng người ta nó chưa có đã, Atthitta là chưa có thỏa mãn, cái Việt Nam mà chưa có đã, tức là thấy ngày im lặng người ta tiếc 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 là tại sao ngày không có nói nữa đi, tại sao không có nói nữa. Thì như vậy thì ba điều này mà ở bốn chúng thì chạy ra bốn điều nha, bốn điều. Bốn điều tức là họ thấy ngài họ đã quan hỷ, nghe ngài họ đã quan hỷ, và cái lòng tiếc nuối khi mà ngài im lặng nha. Và cái bài kinh này như bao nhiêu bài kinh khác nó sâu khôn cùng, mà nếu mình chỉ đọc trên cái mặt giấy mặt chữ thì không có cái gì sâu hết, nhưng mà nó sâu sâu ở chỗ nào, nó sâu ở cái chỗ là mình phải học Ngạ Nan cái điểm này, tùy khẩu vị thực khách mà ta đãi món gì, đãi bao nhiêu, đãi kiểu nào. Có những thực khách họ bị tiểu đường, bị cao máu, bị cholesterol, có những thực khách họ không có răng, có những thực khách xài răng giả mớm mém chỉ còn có cái lợi không à. Rồi còn có những cái thực khách đó, là người ta thích ăn nóng, có những khách ta phải ăn nguội tí, có những thực khách là phải ăn lỏng có nước, có những thực khách là thích ăn đồ khô đó. Thì ngài tùy cái khẩu vị của mỗi người mà có một cái thuyết pháp khác nhau hết, có những kiểu thăm hỏi khác nhau. Mà trong chú giải nói đặc biệt lắm, thí dụ như ngày gặp chư tăng á, là ngày sẽ hỏi những cái đề tài mà không có hỏi bên ni, mà khi ngày gặp bên ni ngày có hỏi những đề tài rất là đặc biệt mà dành riêng cho ni, để cho họ thấy ngài thật sự có cái sự ân cần, thật sự có cái sự quan tâm, thật sự thấy họ là quan trọng, thật sự là có lưu ý đến cái lợi ích của họ. Họ thấy đó mới đúng là cái lòng bi mẫn, và họ nghe ngài nói họ thấy ở đó có từ bi, có trí tuệ. Có từ bi là vì ngài có nghĩ tới họ, nghĩ một cách tới nơi tới chốn. Còn có trí tuệ là bởi vì rõ ràng là ngài biết lựa món ngài đãi, mà không có trí thì sao làm được cái này nha. Cho nên đời sống của Phật pháp của người trong đạo mình là phải có từ bi và trí tuệ, phải ghi chính cái từ bi trí tuệ đã làm nên cái sức hút khó tin và khó cưỡng, khó tin và khó cưỡng ở ngài Ngạ Nan.
Chứ còn bài kinh này mình đọc phớt qua thì không có cái gì hết á, cũng thường lắm nha. Thì Đức Phật dạy khen ngã nan, nhưng mà không phải đơn giản như vậy. Mà ở đây bài kinh này nói rằng là chính cái từ bi trí tuệ đã làm nên cái sức hút khó tin và khó cưỡng ngã nan. Trong khi thời Đức Phật biết bao nhiêu vị hiền thánh, các vị có biết không? 47 vị đại thánh tinh văn đều là 100.000 đại kiếp hết á nha. Tướng hảo quang minh thần thông trí tuệ là lỗi lạc xuất chúng, siêu quần bạc tụy. Nhưng mà riêng ngày nay có những cái pháp rất là đặc biệt, rất là độc đáo, là vì đâu? Là vì thánh nào cũng có từ bi, thánh nào cũng có trí tuệ đó, nhưng mà cái kiểu ngài hơi ngộ ngộ, chính vì cái ngộ ngộ vậy cho nên ngài mới được Đức Phật thì gọi là người có những cái pháp kỳ diệu nha. Mà ở đây không có phù phép gì hết, nó chỉ đơn giản là do hai cái hạnh lành, đó là từ bi và trí tuệ nha. Biết có cái từ bi cho nên mới biết quan tâm lợi ích của người ta, còn có trí tuệ là biết cái cách làm sao đem lại lợi ích đó cho người ta. Các vị nghe kịp không? Do bi mẫn mà nghĩ đến cái lợi ích của người, rồi cái do trí tuệ mà biết làm sao để kẻ kia được lợi ích. Đó. Mình có cái từ bi là mình đãi ăn, nhưng mà phải có cái trí tuệ để mình đãi đúng món nha, kịp chưa ta? Phải ghi nữa. Do từ bi á, mới có cái ý đãi ăn, mà do trí tuệ đó ta mới đãi đúng món. Khổ vậy đó, tại vì nó có trường hợp đó, có nhiều trường hợp đó. Tôi nói lén, không ai không có nói lớn nói nhỏ thôi. Cái Virginia là một cái tiểu bang mà giàu nứt vách ở Mỹ. Cái quận Fairfax ấy, là cái quận giàu nhất nước Mỹ, tính theo cái thu nhập đầu người rồi cái giá bất động sản. Mà mỗi lần tôi về đó tôi nói tôi sợ xanh mặt, cái vị biết không? Phật tử ở đó họ giàu lộng lẫy luôn. Mà có một cái điều độc đáo là ở đó là có một cái lực lượng Phật tử mà coi như cực đoan mà về vấn đề thực phẩm. Họ có một cái kiểu mà gọi là dưỡng ăn uống rất là mình gọi là cái gì ta, rất là khắc khổ theo cái nguyên tắc của Osawa, là một ngày như vậy ăn bao nhiêu âm bao nhiêu dương gì đó. Họ nói với tôi là con thương sư lắm, con muốn cho sư khỏe, đồng ý, tôi cũng mang ơn dữ lắm. Nhưng mà bữa đó tôi nói thiệt, tôi nói cô ơi là cô thương tôi kiểu này chắc tôi chết đó. Mỗi lần mà cô biết tôi đói bụng ở chỗ khác tôi đói, tôi trong người ta dọn, còn ở đây mỗi lần tôi đói mà tôi nhớ tới mâm ăn cái tự nhiên cái tôi không có nuốt nước bọt, mà tôi chỉ muốn gạt lệ thôi. Cái cô biết không, tôi nói không cho dầu, không cho mỡ, không cho nướng, không cho chiên, mà coi như là nó nấu dở ẹt, bởi vì nó nấu càng mà coi như càng héo thì càng lành mạnh chừng nào đó thì nó càng khó gặm khó nuốt chừng đó. Tôi nói quý vị có từ bi nhưng mà mơn có trí tuệ một tí chứ, còn trời ơi cái kiểu này tôi nói khổ quá. Mà bây giờ bữa nay tôi nói cho bà con mà tôi trốn đó, tôi mới gửi tin tôi nói tôi trốn lớp học sắp tới đó, tháng 8 thì là tôi dám về. Không phải là vì vấn đề ăn uống nó quan trọng, không phải, mà vì các vị tưởng tượng một tháng ở đó tôi ăn cái gì, cứ cứ là su bắp su hào rồi xà lách, mà cứ giống gì cũng đem đi hấp, đậu đem đi hấp, cơm hấp, dọn lên mà tôi lấy cái đũa rồi tôi cứ lừa qua lừa lại, là cái đũa mình lừa mình khều là mình đã là nản rồi, nó chỉ bỏ cho miệng tôi, nó tôi nhai cả buổi mà không biết làm sao mà nuốt, nhai hoài mà không biết sao nuốt, như của đứa mấy nhóc vậy đó, mấy nhóc mà nó là biếng ăn mà nó ham chơi đi chang vậy đó. Tôi cứ nhai hoài mà cứ suy nghĩ cách nào mà nuốt đây trời, nó nuốt không có vô, cuối cùng em giọt luôn, sợ quá. Ở đó coi như nó là cảnh đẹp nè, khí hậu dễ thương nè, người cũng dễ mến, mà chỉ có tôi gặm không nổi tôi giọt luôn. Và sẵn ở đây tôi nói luôn là tại sao mà tôi có cái mộng ước, có một cái khát khao, có một cái ước ao là 55 mà về Miến Điện mà có một cái trụ xứ Việt Nam là sao? Là bởi vì không tôi nhiều lắm, rất nhiều người Việt Nam muốn về bỏ xác bên Miến Điện, muốn có chỗ tu thiền, muốn lắm, nhưng mà ai cũng nói với tôi câu này, đồ ăn Miến Điện nuốt không vô sư ơi, không ăn đậu không phải là Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam, không nguội lạnh không phải là Miến Điện, Miến Điện là phải nguội lạnh nha. Cho nên nó mình thương người ta đó là bi mẫn.
nhưng mà mình phải biết đãi người ta ăn cái gì, đó là trí tuệ. Đây là nói ẩn dụ thôi nha, chứ không có nhiều người săn áo nhảy vô cải à. Nói tu là phải gọi là kiêng khem khổ hạnh, khắc khổ thanh bần bần tăng khổ sải, đó là nói dốc nha. Chứ trời đất ơi, gặm khó quá. Rồi xuống, tôi về đó có kỳ rồi, chuyến về tôi về 1 tháng tôi mâm ký cái gì biết không? Không, tôi nói bình thường cái bụng tôi cũng to lắm, nhưng mà tôi nói tôi về nó 1 tháng tôi về cái bụng tôi nó biến mất luôn. Thì tôi về châu Âu, mấy người Phật tử họ thấy tôi, họ không có dạch ra họ coi, nhưng mà họ nhìn mình đi họ biết, họ nói hình như cái bụng gì nó mất rồi. Cái tôi nói không biết nên buồn hay vui, là bởi vì mất 5 ký cái đường nó cũng xuống, bụng nó mất, người nó dong dải nhẹ nhàng, nhưng mà thấy làm như nó hơi phiêu diêu cái miền cực lạc làm sao đó nha. Cho nên thôi sẵn ở đây nói về Ngạ Nang là tôi nói luôn, mình cần cái hội cho một cái trú xứ mình Miến Điện, là để mình có thể mình gọi là mình xào nấu cái gì đó bà con. Dĩ nhiên mình phải có cấp tí giá, phải có cái người hộ trì họ chịu trách nhiệm, mỗi ngày mình cứ ôm bát mình đi ngang nó, họ luyện cho mình vài miếng đồ ăn Việt Nam để mình về mình tự tự xử. Chứ còn cái đồ Miến Điện đó là tôi nghĩ rằng mình buổi đầu thì mình cũng sung, nhưng mà mình sung khoảng chừng từng lễ mà mặt mũi xanh lè là hỏi đắt cái gì mà nói mà đắt nha. Cho nên là thôi đi, tất mình phải theo trung đạo sống mới nổi. Rồi bây giờ đây cái điểm đặc biệt Nghệ An là cái gì, là luôn luôn nghĩ đến lợi ích của người ta bằng lòng bi mẫn, và với trí tuệ ngài biết rõ nên đãi người ta cái gì, nên nói cho người ta nghe cái gì, nên hỏi người ta cái gì, và nên đáp cho người ta kiểu gì đó. Các bạn nghe kịp chưa? Đó, cho nên đó là đây là những cái điều về kỳ diệu Nghệ Nang mà mình, nếu mình chỉ liếc trên mặt 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 giấy đó thì mình thấy cũng thường thôi, nhưng mà không, sâu kinh dị lắm. Rồi tiếp theo là 130 nội dung y chang mà là nói về vua Chuyển Lương Vương nha. Thì các cái hội chúng ở đây là coi như là gồm kinh Chuyển Lương Vương đó, vua Chuyển Lương đó. Cũng có cách tiếp xúc quyến rũ khó cưỡng đối với bốn cái đối tượng gồm là gồm gì ta, gồm là Sát Đế Lị, tức là các vua vua chúa đó, rồi cái Sa Môn, Bà La Môn, gia chủ tức là mấy cái người mà doanh nhân thương gia đó, nhớ nha. Thì tất cả mỗi với mỗi cái đối tượng đó thì ngài cũng có một cái cách phủ dụ. Không biết trong cơm trong đây có hiểu chữ phủ dụ không ta? Phủ dụ hỏi han trò chuyện khác nhau theo cái cách thích hợp cho từng cái hội chúng. Với mỗi đối tượng ngài cũng có một cái cách phủ dụ hỏi han trò chuyện khác nhau theo cách thích hợp cho từng hội chúng. Vua Chuyển Lương Vương đó, đó vua Chuyển Lương Vương đó nha. Thì Ngạ Nang cũng vậy, và cũng nội dung y chang như vậy, có nghĩa là anh có lòng từ bi, anh mới nghĩ đến cái lợi ích của cái người đối diện, anh nói cái gì, anh hỏi cái gì mà để lát nữa họ đi về họ có cái bỏ túi. Cái chuyện đầu tiên là vì có cái lòng từ bi, anh mới quan tâm đến lợi ích cảm xúc của người ta. Thứ hai là nhờ có trí tuệ anh mới biết cách để thực hiện cái thiện chí ấy nha. Có cái từ bi ta mới có cái thiện chí, có trí tuệ đó ta mới biết cái cách thực hiện cái thiện chí. Có hiểu chưa ta? Có hiểu không? Có từ bi thì ta mới có thiện chí, nhưng mà có trí tuệ thì ta mới biết cách thực hiện cái thiện chí đó. Đó, tức là phải vậy mới được. Cho nên hai cái bài này nó sâu kinh hoàng lắm, là bởi vì không có phải chỉ đơn giản đâu nha. Phải đơn giản là kể về mấy cái điểm đặc biệt mà đây lưu ý mình sống như ngày hôm qua tôi nói, mà con còn nhớ không? Có nghĩa là đó, mỗi người ở đời này đó
Mỗi người ở đời đều có hai cái cách sống, lợi và hại đối với đời. Mỗi người ở đời đều có hai cách sống, hại như con kiến, con muỗi, con rắn, con cọp, và lại như một đóa hoa, một cái làn gió, một cái tia nắng. Nhớ nha, tức là mỗi người có một cái kiểu, tia nắng, một cái hồ nước, rồi cái giếng nước, rồi núi cao biển rộng. Tùy mỗi người, tùy mỗi người mà sống lợi hay hại cho đời, và sống hại ở mức độ nào, sống lợi ở mức độ nào. Bây giờ tôi chốt cái bài kinh nạ này lại bằng một câu thế này: phải có cái tấm lòng của biển, ta mới đủ lực để trao ra những cơn gió và những con sóng cho đời. Nếu chỉ là cái ao tù thì ta chỉ có tí mùi khó ngửi để gửi về nhân gian. Bất thơ mộng nha, phải có tấm lòng của biển ta mới đủ lực để trao ra những cơn gió và những con sóng cho đời. Nếu chỉ là cái ao tù thì ta chỉ có tí mùi khó ngửi để gửi về nhân gian mà thôi. Rồi có người, hôm qua tôi nói có người là chỉ đủ sức làm con kiến thôi, tức là nó mình rất là bé mọn và chỉ đủ sức làm phiền người khác thôi, nhưng mà dù sao con kiến nó đỡ phiền hơn muỗi. Rồi có người họ còn nguy hiểm hơn con muỗi, nguy hiểm hơn con kiến, khi họ là con rắn, khi họ là con cọp, họ là con trăn, họ là con beo, khi họ là một bụi cỏ gai độc, thí dụ như vậy. Nhớ nha, tùy mỗi người, tùy cái tâm tình, tùy tâm tư, tùy trình độ, tùy năng lượng và năng lực ở mỗi người mà ta có kiểu sống hại hay lợi cho đời. Tùy mức độ nha, tùy mức độ nha. Hại cũng có nhiều cấp độ mà lợi cũng có nhiều cái cấp độ, nhớ nha, để tùy mình lựa thôi nha. Ở trên đời này các vị nhìn quanh trong thiên nhiên thì nó có những cái có hại cho mũi cho mình, cho mắt, cho tai của mình. Rồi có những thứ trong thiên nhiên nó rất là dễ thương cho mắt của mình, cho tai của mình, cho mũi của mình, cho lưỡi của mình. Các vị nghe hiểu không? Đó, mình cứ đây là những bài học thiên nó rất là gần với mình mà mình không phải nhớ. Cái nay mai cứ bước ra một khu rừng cứ nhìn nhớ là bữa không có giảng nha, bữa không có giảng ông nói là mình sống sao mà mình có lợi cho đời. Như là dầu một cái hoa lục bình tím tím trên sông, nó cũng là một cái kiểu đóng góp cho đời. Một chút gió mát trên sông, một chút hoa cỏ dại, một cái trái chanh trái ớt trong vườn, một trái sầu riêng trái chôm chôm, tất cả đều đóng góp cho đời. Hay là bây giờ ta sống kiểu con muỗi, con ruồi, con kiến, con thằn lằn, con rắn mối, tùy mình thôi nha. Cứ nhìn thiên nhiên mà nhớ tới bài học này, mình nhớ hai ngày A Nan, ngày giống như chuyển lương dương ở điểm sống có hy hiến, sống có phụng sự, sống có đóng góp, sống có trao ra. Vì đời sống không phải chỉ có nhận mà phải có trao, mà trao một cách thông minh. Thông minh là sao? Là phải có từ bi và trí tuệ. Từ bi là biết nghĩ đến cái lợi ích của người, và trí tuệ là biết cái cách thực hiện thiện. Đó, vậy cho nó sang nha. Bây giờ mình học kinh 131, 131. Kinh 131 là nói về gọi là các cái tầng thánh nha, các cái tầng thánh, nói về các cái tầng thánh. Cái kinh này cũng sâu kinh dị lắm nha. Không phải cũng mà là kinh Phật là luôn luôn sâu. Vấn đề là ta được nghe giải thích thế nào, ta suy tư như thế nào, ta ghi nhớ ra, ta thấm thía như thế nào, đó là chuyện của ta, chứ còn kinh nào cũng sâu hết. Cái kinh này nói về bốn tầng thánh nha, kinh này nói về bốn tầng thánh. Các bạn cho tôi uống ly nước rồi đã.
Tôi tính viết mà tôi lười quá lười, cho nên ai viết nhanh thì viết giùm tôi nha. Ở nào còn là phàm phu á thì ta mù tịt về bốn đế nha, ta mù tịt về bốn đế. Ta không biết hai cái chuyện rất đổi căn bản này, đó là ta không hề ngờ được rằng tất cả mọi thứ trên đời gồm những gì ta gọi là hạnh phúc hay đau khổ đều chỉ là khổ hết, chán hay trực tiếp, khó thấy hay dễ thấy, chỉ vậy thôi. Nhưng mà tất cả suy cho cùng đều là khổ hết, gián tiếp và trực tiếp. Biết bà con còn nhớ không, cái ngọt nó là gốc của khổ. Là vì sao? Là vì cái ngọt nó khó tìm lắm, đi tìm được cái ngọt là một cái hành trình, có nó rồi đó mà giữ được nó cũng là một cái gian khổ khác, mà giữ được mà nó mất lại cũng là một cái khổ khác. Đó là cái ngọt. Tôi nhắc lại nha, tìm mà không được á là khổ, nhớ nha. Cái ngọt á tìm không được á là khổ. Có rồi mà phải giữ á cũng khổ, mà giữ không được á cũng khổ. Rồi cái đắng, cái đắng là khổ đương nhiên rồi đó. Gánh chịu nó đó là khổ, mà tránh nó không được á cũng là khổ. Như vậy đắng hay ngọt đều là, bây giờ thì bây giờ hiểu chưa ta, bây giờ các vị hiểu chưa, hiểu tại sao mà đắng hay ngọt đều là khổ, bây giờ hiểu chưa? Alo, bây giờ các vị hiểu vì đâu mà cuộc đời này Đức Phật dạy mọi thứ đều là khổ, bây giờ hiểu chưa? Bởi vì trên đời này đó là đời sống mình chỉ có hạnh phúc và đau khổ thôi, nhớ nha. Tại vì giờ tại bây giờ cái đắng đắng là đau khổ đó. Thì những cái cay đắng thì gọi là đau khổ nói chung nha. Thì cái đắng nó khổ là đương nhiên rồi, mình đang gánh nó là khổ, mà mình chạy trốn không được cũng là khổ, cái đó là dễ hiểu. Nhưng bây giờ cái ngọt, tại sao cái ngọt là khổ thì cứ nói theo kinh, muốn không được là khổ, có được rồi phải giữ nó, phải ghi chặt, phải ôm xiết nó lại là khổ kiểu khác, mà giữ nó hết sức mà giữ không được lại khổ nữa. Như vậy muốn không được là khổ, được rồi phải giữ cũng khổ, giữ không được càng khổ. Như vậy đắng cũng là khổ mà ngọt cũng là khổ nha. Mà vì suốt nhiều kiếp luân hồi ta không hiểu được cái chuyện này, ta không hiểu được rằng mọi thứ là khổ, và thích cái gì, ghét cái gì, đầu tư cái gì cũng đều là trong khổ hết. Do không hiểu cái này cho nên ta mới là trốn khổ tìm vui bằng vô vàn phương tiện. Kẻ thì đi làm những cái chuyện ác ôn côn đồ để mà được sung sướng, khi cái quả xấu nó trổ thì coi như sa đọa bốn đường. Còn có kẻ đó thì trốn khổ tìm vui bằng cách là tu tập các cái hạnh lành, các công đức, sanh về các cõi nhân thiên, sống mãn thọ trên đó cũng rớt một cái đùng trở lại chỗ gốc nha. Để một ngày kia khi mà ta có đủ cái trí tuệ để mà bắt đầu biết chán sợ sanh tử, mà nhờ đâu ta biết? Là bởi vì ta phải có một cái chỗ ở thích hợp, ở đó ta mới gặp được minh sư thiện hữu, người ta mới dạy cho mình nghe mình biết. Rồi rồi từ cái nghe cái biết đó cộng với cái sự nỗ lực tu tập các cái hạnh lành, các công đức, sẽ có một ngày mà ta chứng thành. Đó, bây giờ bắt đầu mới vô cái nội dung mình kênh đây. Chứng thánh nó gồm 4 bước. Bước 1, chứng thánh gồm 4 bước. 1, sơ quả, thấy rõ 4 đế là gì nhưng vẫn chưa rốt ráo.
nên chỉ lìa bỏ được hai phiền não, thân kiến và hoài nghi. À, thân kiến là chấp. À, thân tâm này là của tôi có thân tâm này là tôi, là của tôi là Lê Văn Tèo. Lê Văn Tèo chính là cái cục mấy chục ký này. Con mắt này là con mắt của thằng Tèo, tức là của cái thằng tôi, các bạn nghe kịp không? Buồn vui này là của tôi, gia đình này là của tôi, danh dự tiếng tăm này, tai tiếng này là của tôi đang bị khổ, tôi đang được sướng. Đó. Bây giờ vị tôi đồ quần không có nghĩ như vậy nữa, vị nó đã lìa bỏ thành kiến rồi, nhớ nha. Còn hoài nghi là sao? Hoài nghi là vị này không còn hoang mang, nghi hoặc, ngờ vực khi mình cũng nghĩ về thế giới. Trước đây đó thì mình chưa còn là thánh đó, thì mình cứ suy nghĩ, hồi đó là kiếp trước mình ở đâu hả ta, rồi bây giờ mình chết mình sẽ đi đâu hả ta. À, lúc nào mình cũng nghĩ về mình và về thế giới này trong cái nhìn ngã chấp, cho nên đó, bên cạnh cái thành kiến đó là luôn luôn có cái ông đi chung, đó là ông hoài nghi. Cái hoài nghi ở đây có nghĩa là hoang mang, không biết mình từ đâu tới, sẽ về đâu, mình đang là gì trong trời đất này. Lẽ ra mình phải hiểu rằng mình do nhân duyên mà có mặt, rồi cũng sẽ do nhân duyên mà mình tìm về một cái phương trời nào đó, không? Mà giàu sanh ra ở cảnh giới nào, phương trời nào, thì mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất. À, thì nhờ hiểu được cái này cho nên vị đó không còn thắc mắc, nghi hoặc, hoài nghi về bản thân, về thế giới, về vũ trụ nữa. Cho nên là cái chuyện đầu tiên là khi chứng thánh, chuyện đầu tiên là vì nó lìa bỏ được thân kiến và hoài nghi. À. Biết rõ bốn đế nhưng lòng còn chút vương vấn, các trần kiểu như một người xuất viện mà lòng còn tiếc nuối chút hoa thơm trong bệnh viện. Các vị nghe kịp không ta? Nhiều khi mình còn luyến lưu của y tá nữa. Tôi biết có một chuyện, có một cái vị thầy ở bên Mỹ đó, bị cũng bị bệnh tai nạn gì đó, rồi đi vô trong bệnh viện đó, rồi cũng nặng à, cái vụ có nặng à, nằm cho cũng cả tháng ở trong. Rồi cái mến của y tá người Việt, cũng y tá mà, thì cũng lúc nào cũng mềm mỏng nhỏ nhẹ dễ thương, tỏ ra thông cảm, lắng nghe, trao đổi tùm lum. Rồi nó làm sao tới hồi xuất viện rồi đó thì nó hết cái bệnh này, nó mắc vào cái bệnh khác rồi ra luôn. Ông thầy coi như là ngày mai trong đám sư tăng ấy có kẻ theo đời bỏ cuộc tu đó, có nghĩa là vô bệnh viện là nó ớn thấy bà, nhưng mà không ngờ là vị này đã tìm thấy trong cõi chết một con đường sống, thấy trong cái chỗ hoang phế ấy một cái nụ hồng. Và khi xuất viện, vị này đã cõng theo cô y tá, và cho tới bây giờ là coi như là một cuộc tình cực đẹp, mỗi lần nhắc tới mình vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Đấy. Thì cái việc tu đầu quần cũng như vậy đó. Vị đó cũng nhưng mà cái vị thầy hồi nãy tôi kể thì hơi tệ, bởi vì ra luôn. Còn cái vị tu đầu quần không có nói tệ như vậy, vị này chỉ là một bệnh nhân xuất viện mà khi đi rồi cái lòng nó cũng còn có một tí gì đó, nó nắm níu, nó năn ná, đi hơi chậm bước một chút, thay vì người nhà dục lên xe thì mà nó khoan chờ một chút, móc cái phone ra chụp vài kiểu để tối về coi này. Đó, nhớ nha, tức là cũng selfie. Tôi đồ quần là cái vị mà còn đứng selfie trước cổng bệnh viện vài tấm rồi mới chịu đi đó. Và cho nên selfie là không phải là chỉ có phàm, mà thánh là cũng có selfie. Rồi cái tầng thứ hai, cái tầng thánh hai, cái tầng nhị quả đó, giảm nhẹ dục ái và sân. Chỉ còn trở lui cõi dục một lần nữa thôi. Giảm nhẹ dục ái và sân, chỉ còn lui cõi dục một lần nữa. Tự nhiên thì nó ra câu dục bác hay vậy ta. Nó lạ vậy. Tự nhiên ra câu dục bác, giảm nhẹ lục ái và sân, trở về cõi dục một lần nữa thôi. Giống như cái ông trong làm thơ,
Ông làm thơ mà thơ thơ con cóc, tối ngồi ông bài mình trà đêm trăng giống nó, đêm nay trời sáng mông lung, cái thằng nhỏ thằng con mới chạy ra nó ba ba mà để cái mùng đâu ba, cảm là được ba ơi ba để cái mùng ở đâu, khen nhỏ này có cái máu thiên tài. Thì bà vợ ổng ở trong đi ra bà thấy vậy bà nói em cũng muốn làm thơ nữa, chồng em ấy vốn một nhà thơ vào ra ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào, đến nay em vẫn tự hào con em đưa một đứa nào làm thơ. Ok, cái này là do tôi ghép rồi chứ không có nha. Ok rồi, như vậy thì mình thấy đó là vị vị quả, đó là đi xa hơn một bước, có nghĩa là vị tu đầu quần chỉ cắt đứt cái dục ái và sân, à, xin lỗi, cắt đứt cái thành kiến hoài nghi, nhưng mà cái vị tu đầu vị tư đà hàm á thì vị bỏ thêm đi thêm một bước nữa, cái này giảm nhẹ dục ái và sân. Dục ái là đam mê trong dục, à, sân là bất mãn trong dục. Khi mà không còn đam mê đó thì à, cái quan trọng vậy đó, à, lấy gì để bất mãn, cái này là cái đọc vô cùng nó sức, nó sâu kinh dị, nó bơi không tới bờ mà dò, lặn không tới đáy là chỗ này nha. Khi ta còn thích nhiều á thì còn ghét sợ nhiều, nhớ cái đó là cái luật, đây là cái luật tự nhiên, có nghĩa là mình còn thương thích nhiều thì sẽ còn ghét sợ nhiều. Vị thấy thánh lòng những nhân vị đó không còn cái gì để mà thương thích, cho nên vị đó cũng không còn cái gì để mà ghét sợ, càng ghét cái nực chừng nào ở, càng khoái cái mát mẻ chừng nào thì càng sợ, càng ghét cái nực nổi chừng đó, càng thích ấm cúng chừng nào, ấm ấm áp chừng nào thì càng ghét sợ cái lạnh lẽo chừng đó nha. Ăn uống mà cái kẻ nào mà coi như mà càng là kén chọn nhiều chừng nào đó thì tới lúc mà gặp hoàn cảnh đó thì khổ dữ lắm, khổ lắm. Tôi ngày tôi còn bé đó, lúc cái thời còn đi coi mà phong trào Điện Biên còn rầm rộ đó, tôi có được nghe một cái câu chuyện của cái anh Ba Tàu ở Chợ Lớn cũng đi Điện Biên, mà các vị có biết không đó, là ảnh lúc bị bắt á, ảnh biết ai bài ảnh mà ảnh giấu được hai chiếc nhẫn trong cái chỗ kính của ảnh, ảnh người Tàu mà ảnh giấu được, cái là có nhiều tịch thu hết nhưng mà hên ảnh giấu kịp, mà ảnh ở trong đó anh cực đến mức mà anh ăn cực như mấy người tù khác không được, cuối cùng anh phải lấy cái chiếc nhẫn ra để anh đưa cho cái người bên ngoài đó, cái cô vợ của cái ông mà quản giáo cộng đi ra đi vào tù đó. Ở đây không phải là tù lớn mà tù địa phương, cho nên nên là người ngoài cũng có thể ra vào được, thì cô vợ của quản giáo lấy cái tiền đó để mà đi chợ cho ổng ăn ăn riêng đó. À, thì những người tù mà đi chung với ổng đó họ về họ kể tôi nghe, nó là nó ăn sướng đến cái mức mà nó trong tù mà nó ra thực đơn cho cái bà kia đó, là nó kể những món mà mình nghe mình điếc con gái, lúc mình chưa có bị tù là mình đã không được ăn như nó, còn bây giờ nó vô tù mà nó kêu bà mua những cái món này món kia cho nó ăn. Điều đó cho thấy rằng khi mà mình càng có nhiều cái thì tới lúc mà đụng chuyện thì mình sẽ có nhiều cái để làm cho mình khổ. Wow, đó là cái luật, nhớ nha, cái luật. Cái người nào khoái chăn êm nệm ấm thì mai này mà gặp gọi là giường tre chiếu rạ là chịu không nổi, nhớ cái đó. Bởi vì càng có nhiều cái niềm đam mê thì tự nhiên nó có cái sự bất mãn, thương cho nhiều hận cũng lắm, tin tôi đi, tin tôi đi. Người sắc bất sang vang chỉ vì một cái người tình là dám yêu dám hận. Tôi chưa là gì hết mà mỗi lần nghe nó đó tôi còn lẩm xương sống, tôi nổi da gà mà nha. Cái thứ mà dám yêu dám hận nó ra đòn rồi là chỉ có dương trùng dương chân nhân mới cứu nổi thôi chứ không ai cứu nổi đó. Cho nên đó, khi mà mình đắc sơ đắc nhị quả rồi nên là giảm cái dục ái thì tự nhiên cái giảm luôn cái sân. Nè, số 3. À, cái tầng tam quả đó dứt hẳn dục ái và sân, à, không còn cái khả năng, không còn cái khả năng tâm lý để quay lui cõi dục nữa, nên gọi là bất lai.
À, nên thì gọi là bất lai là chỗ đó, không còn khả năng tâm lý trở lại, có nghĩa là cái vị nhị quả đó giảm nhẹ cho nên còn có thể quay lại một lần nữa, nhưng mà riêng cái vị Anaham thì không, vị này không có, không còn thích nữa, không mà tuyệt đối đó nha, không có mãi mai đó, tơ tóc một chút xíu cũng không đó nha, coi như nó là vị này không còn có khả năng quay lại. Và khi người không còn dục ái và sân á, thì dầu dầu ta chưa tu xá ma thá đó, cũng vẫn có nội tâm tương đương với cái người đắc sơ thiền. Khi mà tắt thở đó, cái vị mà tam quả không thiền đó cũng tự nhiên có tâm sơ thiền để sanh về cõi sơ thiền, hiểu không ta? Có hiểu này không? Cái người không còn dục ái và sân ấy, thì dù chưa tu Samatha cũng vẫn có cái nội tâm tương đương với người đắc sơ thiền. Khi mà tắt thở đó, thì cái vị tam quả không thiền nó cũng tự nhiên có cái tâm sơ thiền, có nghĩa là từ đó giờ không có, nhưng mà lúc mà ông tắt thở là cái tự nhiên cái tâm nó phải xuất hiện để cho ông đi, ông phải đi thôi nha, ông phải đi gì đó đó. Còn vị la hán thì tam quả không còn thích trong dục, nhưng còn thích thú trong thiền lạc, nên còn có thể tái sinh các cái cõi phạm thiên. Riêng vị La Hán thì dứt luôn các cái phiền não còn lại là lòng ham thích trong thiền, rồi cái gì nữa ta, rồi ngã mạn phóng dật và vô minh, chỉ có La Hán mới thấu suốt triệt để bốn đế, không còn sót một cái góc tối nào chưa thấy rõ. Đó, có nghĩa là cái vị Anaham đó là biết hết đó, biết là giàu, biết là mình có về đến đó thì mình sống hết tuổi thọ thì mình cũng sẽ chết, vì nó biết hết đó, biết hết đó. Nhưng mà có một điều đó, là do cái thấy về bốn đế đó, nó chưa có rõ như là vị La Hán, cho nên cũng còn thích chút chút. Tôi đã ví dụ rất là nhiều lần, biết trong rung có thể có còn nhớ không, là cái hồi mà mình còn nhỏ mình thích nhiều cái món đồ chơi, mà coi như lúc mình 6 tuổi mình chơi nhiều cái món mà lúc 10 tuổi mình không có thích nữa, rồi nói chi là lúc 12, 13 tuổi, 14, 15, 16, 17 tuổi. Tuy nhiên các vị thử đi Âu Mỹ một lần, các vị mới thấy nó có nhiều cái món đồ chơi của con nít đó, mà coi như là nó đã đời mà nhìn nó người lớn mà phải mê đó nha. Tôi là ông thầy chùa đó nè, mà tôi nhìn nhiều cái món đồ chơi đó mình thấy giá tiền mình đủ rung. Mà có những cái món xe cộ mà nó dùng mà cái remote control đó, tiếng Tây nó kêu là telecommand đó, mà nó đồ chơi con nít đó, mà mình già mà mình còn thấy mê đó. Rồi có những cái món như bên Đức là vô địch thế giới, là Đức là một, Đan Mạch là hai, là vô địch về lính chì, các vị biết không, lính chì, hoặc là Đức là thì thầy là về gọi là xe xe lửa xe hơi, rồi các cái nói chung là đồ chơi trẻ con đó, là Đức là thầy đó, phải nói là thầy đó. Bà con mà biết qua lọt vào Đức này, đồng hồ cúc cu là một, đồ chơi của con nít là hai đó. Mà bà con nào mà là qua Đức một lần đó, mà có cái còn lại tí cái máu ngoan đồng đó. Ngoan đồng tức là già mà già chưa chịu già đó, có cái máu ngoan đồng trong người đó là mê chết luôn, thì cái vị Anaham y chang như vậy, cái gì cũng biết hết trơn, có cái bằng đại học rồi, có vợ con rồi, có chồng rồi,
À, có gì cũng có hết, nhưng mà đi ngang cái gian hàng đồ chơi của Đức thì vị này cũng còn liếc một cái đó, sinh viên đại học rồi đó, thì vị này biết rõ bốn đế là gì, biết hết, nhưng mà cũng còn là một cái gốc chưa có thấy 100% như vị 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 La Hán. Các vị sẽ thắc mắc là ủa cái tứ đế là cái gì mà tại sao còn chút xíu còn dư chút mà không chịu thấy luôn, mà còn dư gốc là làm chi? Lý do rất đơn giản, ba la mật nó chưa có chín muồi, cho nên cái thấy nó trong chú giải mới ra cái ví dụ như thế này: trong đêm tối có một người đang đi không đèn không đuốc trên con đường tối mịt, bỗng nhiên trời nó chớp lóe chớp lên một lần. À, người này mới nhìn thấy phía trước ở đó có hồ nước, có lâu đài. À, các bạn nghe kịp không? Vị này biết chắc trước mặt mình không phải là rừng, không phải là sa mạc, không phải là biển cả, mà là một cái lâu đài, một cái điền trang. Vừa thấy như vậy xong thì con đường lại tiếp tục chìm vào bóng đêm. À, thì cái lần thấy thứ nhất thì tượng trưng cho cái quả vị tuệ. Người lữ khách tiếp tục đi bộ một đổi nữa thì trời nhán lên lần thứ hai, thì những cái hồi nãy mình thấy đó bây giờ mình thấy thêm một lần nữa, và cái lâu đài kia đó, cái hồ nước kia bây giờ nó đang gần kế bên mình, nó đã gần mình một tí mà mình còn lại thấy thêm lần hai, thì coi như mình thấy rõ cỡ nào, mình càng xác quyết, mình càng khẳng định được cái trước mặt mình là cái gì. Rồi vì nó tiếp tục lầm lũi đi một lát rồi nó nhán thêm một lần nữa, thì cái việc tưởng tượng cái hồ nước với cái lâu đài mà mình thấy ba lần, mà bây giờ nó càng lúc nó càng gần thì mình thấy quá xa rõ rồi. Rồi tới cái đi một đổi nữa thì trời sáng bừng lên bình minh ló dạng, là vị này mới tha hồ mà nhìn, ồ đây 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 là cái lâu đài xưa đúng, cái bên có hồ nước, không không còn có chuồng ngựa nữa rồi có chuồng ngựa rồi, có mấy chiếc xe ngựa chưa có bắt kế vô nữa rồi, trúng 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 rồi, rồi. Thì cái trời sáng này tượng trưng cho có quả vị A La Hán, còn ba cái tầng thánh kia là ba cái lần trời chớp, biết trong rung rung hiểu không? Đó, nó vấn đề là chỗ đó, cứ là mà thấy biết như vậy đó, nhưng mà chưa 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 có rốt ráo phải quả vị là hay mới thấy đó. Thì là cái quan trọng nhất, mà cái mà tôi muốn nói ở đây đó là cái quả vị tu đồ quần, chứ không phải là quả vị la hán. Quả vị tu quần tại sao quan trọng? Tại bởi vì khi mà từ phàm mà lên tới tu quần nó mới khó, chứ còn cái tu đồ quần rồi đó, các vị cứ nằm trùm mền mà ngủ thì cũng đắc a la hán thôi, bởi vì vị đó không còn cái con để đi nữa. Nhớ nha, đây dự lưu, sô ta là cái dòng chảy, mà a banh ná nó là tham dự hay là góp mặt. Như vậy thì sô ta banh ná là cái người đã tham dự vào cái dòng chảy. Là có nghĩa là nước đã vô máng xối, bây giờ nó làm sao mà nó chảy ngược lên mái được đây, nó đã vô trong cái máng xối rồi, nó phải xuống lưu, nó phải xuống sanh thôi. Không biết mà tôi xài mấy cái chữ như là máng xối hay là lưu trong rum, hiểu không ta? Vì trong rum thì nó đủ cái thứ thành phần trong đây hết trơn, trong đây có những cái gì mà coi như tiếng Việt không rành, rồi ở bên Bắc Âu, rồi ở bên Châu Phi rồi, ok. À, cho nên là cái bên Âu Mỹ nhiều khi cái máng xối nó là nó dẫn luôn xuống dưới cống luôn, nhưng mà bên về cái xứ châu Á mình á, là cái nhà có máng xối là thường, không phải thường mà luôn luôn là nó có hai cái chỗ để nước nó đi, một là nó xuống lưu lưu hứng, hai là nó xuống sanh lưu nha đó. Nhưng mà dầu dẫn đi đâu nữa, nhưng mà đã nước đã vô máng xối rồi thì nó không có cái cửa nào mà nó đi ngược trở lên mái nha, vì mái cao hơn máng xối mà. Đấy. Cho nên ở đây nó được cái gọi là dự lưu, có nghĩa là người đã tham dự, để góp mặt vào cái dòng chảy. Cái dòng chảy đó là gì? Đó chính là cái dòng chảy của thánh trí, của giác ngộ, đã bước vào đó rồi, đặc biệt nó không còn quay lui nữa, nhớ nha. Rồi hai chúng ta vừa học xong cái bài kinh á, bài kinh á, mà đúng là bốn tầng thánh là tôi đã giảng 300 lần rồi, nhưng mà tại vì bữa sợ bà con quên là tôi giảng cho vui vậy thôi, chứ còn mà. Rồi à, rồi xong luôn, lỡ tay một chút xíu đã mất nhau ngàn đời trời, dễ sợ chưa, biền Việt sơn khê.
Rồi. Trong đây trong cái kinh này cũng giảng luôn, có cái phần cuối này, cái đoạn số 4 này. Vị mà tam quả mà chưa đắc ngũ thiền á, tôi biến ghi quá ha, thì phải quẩn quanh các cõi phạm thiên tầng thấp, nếu mà đắc ngũ thiền á, thì vào thẳng năm cõi tịnh cư, năm cõi tịnh cư nhớ nha. Rồi đó, cái phần này thì thích rồi. Năm cõi tịnh cư cái phần đó nó dài lắm, có nghĩa là một cái người mà coi như năm quyền, cái này tôi giải thích rồi, năm quyền mà yếu đó, khi mà năm quyền tính tấn niệm định tuệ đều yếu, bị anaham á, mà cả năm cái đều yếu, thì tự nhiên cái tấn quyền, cái tính quyền á, nó sẽ mạnh nhất. Khi cả năm cái đều yếu đó thì cái tính quyền tự nhiên nó mạnh nhất. Còn vị nào mà tấn quyền mạnh á, thì năm cõi tịnh cư nó ứng với năm tầng thiền, năm cõi tịnh cư, xin lỗi, nó ứng với năm quyền với năm tầng thiền nha, năm quyền. Tính tấn niệm định tuệ. Có nghĩa là nếu mà mình thi thẳng vào lớp 3, lớp 4 thì mình đi luôn. Còn nếu mình không có thi thẳng thì mình phải đi từ lớp 1 lên. Biết trong Trâm hiểu không ta? Tức là có vị họ đi thẳng là lớp 5 luôn, có vị đi thẳng lớp 3, có vị thẳng lớp 2, nhưng có vị thì họ yếu quá thì họ phải đi từ cái cõi thấp nhất. Đó là vô vô phiền, rồi vô nhiệt, thiện hiện, hiện kiến, rồi cái sắc cứu cánh. Đó có nghĩa là đức tin mạnh á thì về vô phiền, tinh tấn mạnh thì về vô nhiệt, niệm mạnh thì về thiện hiện, định mạnh thì về thiện kiến, tuệ mạnh thì sắc cứu cánh. Nhưng mà có nhiều bị yếu hết cả năm thì sao, là phải đi đủ năm cái ở mỗi, nếu yếu cả năm quyền thì phải sanh đủ năm cõi tịnh cư để trao dồi. Đó nhớ nha. Rồi bây giờ tiếp theo, bây giờ mình học qua kinh 132 đi. 132 có nhiều cái cách để trả lời, có nhiều cách. Bài kinh này sáu ạ. Một, trả lời đúng với câu hỏi, nhưng không mạch lạc thoải mái. Rồi cái số 2 đó, tức là lời đáp trôi chảy trơn tru nhưng nội dung không tương ứng câu hỏi. Rồi cái số 3 đó là trôi chảy mà cũng đáp ứng được nội dung. Số 4 là bập bẹ lúng túng và cũng không có được nội dung. Có bị nghe kịp chưa? Mà tại sao tôi nói bài kinh này sâu, là bởi vì có rất nhiều trường hợp mình nghe ai đó nói chuyện rất là trôi chảy, suôn mượt. Nhưng mà đó, nghe cả buổi thì nghe thì đã thiệt, sướng thiệt, nhưng mà nghe về không có gì để bỏ túi hết á nha. Và bữa nay cho tôi nói một cái chuyện hơi tế nhị,
bị bắt buộc phải nói chứ không thể nào không nói chỗ này. Tức là tôi rất là sợ cái kiểu mà pháp thoại khuyến tu, biết trong rung biết khuyến tu không ta? Phật pháp thì thâm sâu, không cho người ta nghe cái Phật pháp thâm sâu, mà cái kiểu khuyến tu ví dụ như là ráng tu nghe, đời thì vô thường, rồi bắt đầu kể tùm lum chuyện ngoài đời vậy đó, xong rồi bây giờ là biết Phật pháp rồi mà mình không biết Phật pháp là cái gì mà cứ nói vậy đó, biết Phật pháp rồi thì phải ráng tu, rồi bắt đầu xoay qua nhìn mấy cụ, riêng mấy con cháu thì phải có hiếu với cha mẹ, rồi vòng vòng. Tôi nghi rằng ở ngoài đời đó, tôi e là có rất nhiều người chỉ cần dẻo miệng một tí, đắp y đè xuống cạo đầu vô là làm pháp sư, cái kiểu đó nhiều lắm nha. Cái khó ở chỗ là anh phải nói cái gì mà anh phải đổ mồ hôi xót con mắt, anh nghiên cứu anh tìm tòi đó, thì cái đó mới là giúp cho Phật pháp. Còn kiểu một cái pháp khuyến tu, vậy cho nên trong đây Đức Phật này dạy có bốn cái cách nói chuyện. Cách thứ nhất là nội có nội dung nhưng mà bập bẹ lúng túng, rồi cái thứ hai đó là trôi chảy suôn mượt nhưng mà nội dung thì zero, rồi cái trường hợp thứ ba đó là có nội dung và có cả cái vỏ bọc ngôn ngữ ok, và cái thứ tư đó là coi như cả hai đều không ok, có nghĩa là nói ấp a ấp mớ ấp ấp úng rồi phèo vào bập bẹ mà nội dung thì cái quớt đó. Tại sao tôi nói về kinh này sâu là bởi vì á, kinh này sâu á, là vì Phật dạy ta phải ăn nói ra sao. Cái đó mới quan trọng. Mình tự nhiên mình nhìn vô mình thấy, nếu mà tính điểm á, nếu mà tính điểm á, thì cao nhất là lưỡng toàn, nói trôi chảy và có nội dung. Kém một tí á, phải là có nội dung mà ấp úng, nói không hay. Hai cái cách còn lại đó thì là zero nha, thì là zero, thì là không điểm đó. Mà cái nguy nhất là thà là mình không có nội dung mà mình cũng cũng bập bẹ ấp úng, đỡ hại cho người ta. Còn cái mà kinh hoàng nhất đó là không có nội dung mà lại gọi là suôn sẻ trôi chảy, cuốn hút hấp dẫn, đưa người ta vào mê lộ, rồi người ta theo mình mấy chục năm trời, thờ phụng như là ông cố nội, rồi cuối cùng đó là cái mà người ta có được không là bao nhiêu hết. Cái hiểu biết về Phật pháp chỉ vừa đầy nửa cái lá me thôi. Đó là mình hại cho người ta đó. Nhớ nha, ngày hôm qua tôi đọc được một cái câu nói của ông Nelson Mandela, cái nhà hoạt động chính trị lừng danh của Nam Phi. Mấy câu nói đó của ông được người ta khắc lên bia ở đá là ở trong một cái trường đại học ở Nam Phi, không biết trong room có ai coi cái đó không ta. Ông Nelson Mandela Nam Phi đó, cái câu đó rất là hay. Ông nói rằng là, để tôi làm biếng đánh lắm, cái gì chỉ nghe thôi. Ông nói rằng muốn tấn công, muốn xóa sổ một đất nước không có cần phải dùng tới cái biện pháp mạnh như là quân sự hoặc là các cái thứ khí tài ghê gớm như hạt nhân nguyên tử, ông nói không cần, chỉ cũng êm đềm nhẹ nhàng âm thầm ra một chiêu, một là tấn công cái nền giáo dục của đất nước đó. Đó, một cái nền, một cái đất nước mà coi như học ít mà điểm nhiều, học thấp mà điểm cao đó, rồi một cái đất nước mà lừa lọc lương lẹo, lừa đảo đó. Thì đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng. Thì coi như là ông ghi cái câu này giúp mình làm sinh sống. Bác sĩ mà từ cái môi trường giáo dục đó ra nó sẽ đi giết người, thẩm phán mà từ cái nền giáo dục đó ra nó sẽ bỏ tù oan người ta, các cái nhà giáo dục mà lớn lên trong cái nền giáo dục đó lớn lên sẽ dạy cho người ta là thiếu giáo dục. Đại khái là ông đưa ra một loạt gọi là những cái nhà kinh tế mà lớn lên trong cái nền giáo dục đó là chỉ giúp cho quê hương phá sản. Đây đây, trúng trúng trúng, cảm ơn, nhớ tôi, nhớ.
Bệnh nhân chết với bàn tay của bác sĩ của nền giáo dục đó. Các tòa nhà sụp đổ với bàn tay của các kỹ sư nền giáo dục đó. Tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đó. Nhân loại chết với bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đó. Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục đó. Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia. Các vị thấy chưa? Các vị có thấy chưa? Nó quan trọng lắm. Sống là trao và nhận. Wow, ta nhận được cái gì phải chọn cái gì để nhận, rồi ta phải trao ra cái gì, phải chọn cái gì để trao ra. Chứ các vị đừng có nói với tôi, các vị đừng có nói với tôi là quý vị không phải pháp sư, các vị không phải là người của đại chúng, các vị không phải là người nổi tiếng, các vị là người bé mọn, là người vô danh, các vị là người thấp cổ bé miệng, các vị là dân đen dân tím gì đó, cho nên các vị không có trách nhiệm gì với thiên hạ. Sai, các vị có là bà tám bán bánh bèo mà ba bán bánh lọt gì đi nữa, nhưng mà mỗi câu nói của các vị trong từng ngày nó phải có nội dung. Vì sao? Là vì cái người mà nghe được câu nói đó có thể mai này họ sẽ trở thành một chính khách. Các vị đừng có nói với tôi là một câu nói của bà Tám bán bánh lọt là không có tác dụng, không có phải đâu nha. Cái đứa bé mà nó mặc quần xà lỏn rách mông, nó đang ngồi nó ăn cái chén bánh lọt đó đó, nay mai nó có bằng tú tài, rồi nó vào đại học, rồi nó ra trường, rồi nó trở thành một chính khách. Có ai ngờ được là cái câu nói của các bà Tám bánh lọt năm xưa đó bây giờ lại trở thành ra nền tảng tâm thức cho những quyết định ghê gớm của nó lên cả một quốc gia, một đất nước, một dân tộc. Các vị có tin hay không? Tôi tin chuyện đó nha. Đừng có coi thường cái bà Tám bán bánh lọt, mà coi như là trong room mình tôi biết là cứ coi thường, thấy người ta nghèo, người ta thất học rồi, giống như tiểu thương mà coi như là bà đã lên cái nó bán bánh lọt mà ở đầu hẻm là mình thấy là không có cái gì rồi, nhưng mà sai. Cái đứa mà nó nghe bà nói chuyện mình không biết là mai này nó thành cái gì mình không có biết, và những cái gì nó nghe nó đọc được nó thấy được trong cái ấu thơ đó, trở thành cái hành trang, cái vốn liếng cho nó mai này. Quý vị à, các nhà nghiên cứu tâm lý học của Mỹ họ nói rằng từ 5 tuổi cho đến 13 tuổi là cái giai đoạn mà coi như là đổ móng cho cái toàn tòa nhà tâm thức của mỗi đời đời người. Các vị có tin không? Từ 5 tuổi cho tới 13 tuổi. Có nghĩa là mai này các vị có là bác học, có là học giả được giải Nobel gì đi nữa, tôi cóc biết, tôi chỉ biết một điều là những gì mà các vị được tống, được thồn, được cán, được nhét vào trong cái đầu của mình từ 5 tuổi cho tới 13 tuổi. Đó là cái giai đoạn mà coi như chúng ta tích cóp cái hành trang cho tương lai. Cho nên sau đó thì chúng ta có lấy bằng tú tài năm 18, chúng ta cộng với 4 năm đại học nữa là 22, 22. Thì mình coi như đi ra đời luôn. Nếu mà làm bác sĩ thì hơi lâu, tùy quốc gia, có những quốc gia bác sĩ thì 7 năm, có những quốc gia như Mỹ muốn là mở phòng mạch vậy đó, vừa cộng thêm mấy cái năm thực tập nữa là cũng trên chục năm. Nhưng mà mình đâu có ngờ một ông bác sĩ ba mươi mấy tuổi ấy, với chừng ấy kiến thức kinh viện bác học ở trong trường, lại suy tư hành xử dựa trên một phần của tuổi thơ mà mình đã tích góp từ 5 tuổi cho đến 13 tuổi nha. Bài kinh này nó ghê chỗ đó đó quý vị nha. Chứ còn mình coi mình chỉ liếc mắt qua thì kinh này thì ngắn quá mà có cái gì nha. Rồi rồi bây giờ tiếp theo là cái kinh kinh Lâm Trí mới ghê chứ nha. Kinh Lâm Trí cái kinh này nếu mà không nghe giải thích mà quý vị hiểu được đó là coi như quý vị cũng thuộc về thiên tài đó. Ở thì đây là lý do vì đâu mà muốn đọc Kiều phải biết tiếng Việt, muốn đọc Verlaine, Rimbaud, Apollinaire phải biết tiếng Pháp, muốn đọc Garnacho, Shakespeare phải biết tiếng Anh, muốn đọc Đỗ Phủ, Lỗ Tấn thì phải biết tiếng Tàu, muốn đọc là ông Basho, là Kavapata rồi biết tiếng Nhật. Là vì đâu? Là bởi vì cứ đọc qua mấy bản dịch là chết có ngày nha. Rồi có bốn hạng người có mã đời. Thế nào là bốn? Biết một cách tổng quát, biết một cách rộng rãi về các chi tiết, biết cần phải hướng dẫn, rồi cuối cùng là chỉ giỏi về chữ nghĩa. Dạ thưa các vị, nói như thế này, phải ghi như thế này.
có bốn cái hạng người đến với Phật pháp: một Úc Kha Tí Tanh Nhu, chỉ nghe một câu thoại đầu cũng đủ chứng thánh, như ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn. Đó, cái hạng số 2 gọi là Quý Pa Chí Tanh Nhu, tức là phải được nghe cả một cái pháp thoại đầy đủ mới chứng thánh. Cái hạng thứ ba là Nay Vô. Cái hạng thứ ba là Nay Vô, có nghĩa là phải được kèm cặp dẫn từng bước hành trì qua nhiều ngày rồi tháng năm mới chứng thánh được. Đó, cái hạng này vô á, thí dụ như là phải có thiền viện, rồi phải cho họ cạo đầu đắp y, rồi phải dạy đắp mang bát tụng kinh, rồi đi làm sao, đứng làm sao, quấn thế y làm sao, cư xử với cư sĩ phải làm sao, rồi làm sư phải làm sao, dạy thôi. Rồi muốn làm một hành giả là phải biết cái nào là có bao nhiêu điều kiện thích hợp cho hành giả, rồi có bao nhiêu trở ngại cho hành giả về vật chất cũng như về tinh thần, trú xứ làm sao, nhiệt độ, thời tiết, thực phẩm, thầy bạn, pháp môn, đề mục phải làm sao. Ô dạy nhiều năm nhiều tháng mới đắc cái hạng này, được gọi là nì vô. Còn cái hạng cuối cùng là chúng ta ba đa nghĩa là chữ nghĩa, mà ba ra mô có nghĩa là tối đa, có nghĩa là cái hạng này đó tối đa chỉ có thể ở cái mức tiếp thu chữ nghĩa kinh sách, không thể chứng thánh. Đó, nó sáng trưng. Chứ còn bây giờ nếu mình đọc cái bản tiếng Việt là mình le lử luôn. Có bốn hạng người ở đời: một là biết một cách tổng quát, biết một cách rộng rãi với các chi tiết, biết cần phải hướng dẫn. Cái thứ ba mới là tang thương, biết cần phải hướng dẫn không được. Tổng cộng có bốn hạng người mà cái này phải nhớ nha. Không tin trẫm thì vào Google tìm nha. Nhớ cái này cứ dễ lắm, không tin trẫm thì vào Google tìm coi trong người ta nói cái gì nha. Đó, thì Úc Kha Tí Tanh Nhu có nghĩa là chỉ nghe một thoại đầu cũng đủ chứng thánh, nhưng ngài Xá Lợi Phất thì nghe có một câu à: vạn pháp đều do duyên mà có, vạn pháp đều do duyên nhưng mà diệt, thầy tôi là sư phụ dạy rõ duyên sanh và duyên diệt ấy. Có một câu kệ như vậy, ngài nghe ngài đắc cái rẹt, có đã không? Mà ngài chưa từng học đạo ngày nào hết, ngài chỉ nghe là vạn pháp ở đời do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất. Sư phụ của tôi đã dạy rõ duyên sanh và duyên diệt của các pháp, có nhiều đó thôi à. Vậy đó mà đắc. Còn có người là phải quất cho một thời, coi như mà biền biệt sân khê, coi như vô là giới làm sao, định làm sao, tuệ làm sao, rồi thế nào là ly dục, thế nào là sơ thiền nhị thiền, coi như thâm thẳm chiều trôi mới chịu đắc. Coi như một thời pháp phải là nửa tiếng một tiếng mới chịu đắc. Còn hạng thứ ba thì kém hơn, có nghĩa là phải hướng dẫn gọi là trong nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm với vô lượng phương tiện thì cuối cùng cũng đắc, nhưng mà mệt người, mệt trò, mệt thầy. Rồi rồi cái hạng cuối cùng là tang thương nhất: Bát Đa Bát Mô. Bát Đa là chữ nghĩa, là từ chương, mà Bát Mô là maximum, là tối đa. Bát Đa Bát Mô có nghĩa là cái hạng này tối đa chỉ có thể gọi là ở cái mức tiếp thu chữ nghĩa kinh sách chứ không thể chứng thánh. Đó, đi chờ cho một giây.
Alo, xin lỗi các vị còn nghe không? Vậy bây giờ là mình học tiếp cái kinh 134, kinh 134, 1, 3, 4. Có đúng vậy không cô? Có đúng 134 không? Có đúng không ta? Đúng ra đó là cái kinh vừa rồi, cái kinh mà Lâm Trí đó, cái kinh đó nếu mà mình còn mình tán ra nhiều cái chuyện ly kỳ lắm, nhưng bây giờ là biến quá chứ cái kinh đó rất là xuất sắc. Kinh đó tiếc, hẳn cái kinh này tôi giảng thoáng mà tôi tiếc lắm, nhưng mà thôi được, giờ để bữa nào, chứ còn giờ mình làm cho nó lẹ mà nha. Chứ cần phải biết tùy vào, tùy vào thầy bạn ta gặp gỡ, tùy vào cái chỗ ta sinh sống, tùy vào nỗ lực tu học của bản thân, tùy vào cái tiền nghiệp quá khứ mà ta có cái kiểu tu hành thế nào, và khi gặp Phật pháp ta thuộc nhóm người nào trong bốn nhóm vừa kể. Chỉ xé bao nhiêu đó là các vị thấy là ớn rồi. Tùy vào thầy bạn mà ta gặp gỡ, tùy vào cái chỗ ta sinh sống, tùy vào cái nỗ lực tu học của bản thân, tùy vào cái tiền nghiệp quá khứ nha, mà ta có cái kiểu tu hành thế nào, và khi gặp được Phật pháp ta thuộc nhóm người nào trong bốn nhóm vừa kể. Chỉ bao nhiêu là các vị thấy nếu mà cái nó xé ra là nó lớn chuyện lắm, nhưng mà thôi bỏ đi. Bây giờ qua kinh 134, qua kinh 134 rồi. Đây, cô gì đó cho tôi xin cái bản tiếng Việt đi. Rồi bà con để yên đừng nhúc nhích nha. Cái hạng thứ nhất đó là trước hết, trước khi tôi giảng cái chỗ này đó thì tôi phải hỏi bà con có nghe bên Tàu nó có câu gọi là đại phú do thiên mà tiểu phú do cần không? Tức là giàu mà giàu to, giàu lớn thì là nhờ trời, nói là Phật giáo mình là nhờ nghiệp đó. Còn mà tiểu phú do cần có nghĩa là mình số nghèo, nhưng mà mình ráng, mình siêng, mình làm trâu làm bò đó, thì mình cày khá khá thì nó cũng có chút đỉnh của ăn của để nha. Thì nội dung bài kinh này cũng vậy. Ở đời này có bốn cái hạng chúng sanh. Cái số 1, là sống nhờ vào cái sức nỗ lực hiện tại, như đa phần nhân loại nha. Rồi cái hạng số 2 là sống nhờ vào cái phước lành, sống nhờ vào cái kết quả nỗ lực của kiếp trước đó, như các vị trời đó. Rồi cái số 3 là có người sống nhờ phước kiếp trước mà đời này cũng phải nỗ lực thêm
đó là những người ta gọi là hữu phúc trong nhân loại nha. Rồi số 4 là có cái chúng sanh không có phước xưa mà hiện tại cũng không thể nỗ lực để mình khá hơn, chẳng hạn chúng sanh bốn cái cõi đọa. Trong trong rừng có nghe kịp không ta? À, sở dĩ mà tôi phải dịch lại là bởi vì các vị mà tại vì tôi thấy là nếu mà dịch lại thì nó dễ hiểu hơn, nó sáng hơn. Ở đời này có bốn hạng người. Cái thứ nhất là sống nhờ vào sức nỗ lực hiện tại như đa phần nhân loại nha. Thế giờ hồi nãy tôi có nói là đại phú do thiên, tiểu phú do cần, nên có nghĩa là phải siêng mới có cái bỏ vô mồm, chứ còn mà cứ ngồi không ai nuôi nha. Thì cái hạng thứ nhất là vậy. À, nhưng mà đó nó có cái hạng thứ hai, đó là sống hoàn toàn nhờ phước phước cụ, cái hay đó là các vị trời ở trên các cõi trời ấy. Trên đó không có vụ mà cày sâu cuốc bẫm rồi mồ hôi mồ kê hì hà hì hục làm lũng ra chân đường nha. Trên cái hạng trên đó được gọi là sống nhờ phước. Rồi nó có cái hạng thứ ba, đó là phải vừa có phước sống nhờ phước cũ mà cũng phải nhờ nỗ lực hiện tại. Thí dụ như mình thấy mấy ông đại gia đó đi xe cộ nhà lầu xe hơi sung sướng, đâu phải ai mà đi làm ăn cũng được như mấy ổng, đâu phải ai mà tính toán thông minh đều giàu như nhau. Đó tôi không tin này nha, cái đó tôi không có tin nha. À, trong 100 người có cái tài làm đại gia đó thì trong đó chỉ có một phần trong đó, đó là trở thành đại gia. Bởi vì sao? Là vì họ cũng nỗ lực như người ta như vậy nhưng mà không có phước quá khứ. Nhưng mà ngược lại cũng có những ông hưởng được cái phước cũ nhưng mà đồng thời mỗi đêm là mong thức tới 2 giờ sáng để coi sổ sách công ty. Các vị có biết chuyện đó mà phải không? Biết chứ sao không biết. Có nhiều cái người là coi như 10 tuổi là coi như có dưới tay cả ngàn nhân viên vậy đó, mà tóc nó bạc trắng hết trơn, mà coi như ăn kiếm được một bữa ăn mà đàng hoàng như người ta không có. Ăn là điện thoại nó reo liên tục, đang ăn là coi như nhân viên đưa vô cho một cái đống giấy nhờ ông sếp ký. Đó là trời đánh đánh bữa ăn. Nhưng mà có nhiều khi mình làm sếp bữa ăn cũng không yên, cái gì có biết không? Ăn ấy mà cũng không yên. Thì có những cái cuộc điện thoại rất là quan trọng, rất là quan trọng mà mình phải trả lời ngay trong lúc mình đang ở trong toilet, đang ngồi ra bàn ăn vẫn phải trả lời, thậm chí trong buồng ngủ mình cũng phải trả lời. Bởi vì công việc làm ăn mà mình cứ ngồi mà chờ ai, mà ngồi mà chờ hầu cái gì xong việc rồi người ta mới gọi, cái chuyện không có nha. Cho nên như vậy chúng sanh ở đời nó có nhiều hạng. Một là sống nhờ vào cái nỗ lực hiện tại, có người sống nhờ vào cái phước lành quá khứ, tức là nỗ lực quá khứ, có người nhờ cả hai, và có người thì cả hai cái không nhờ được đó. Ví dụ như chúng sanh như trong bốn quả, như bây giờ các vị tưởng tượng trong cõi địa ngục, bây giờ các vị có nỗ lực cách mấy thì vẫn nằm trong chảo, còn cái phước lành mà để ra khỏi cái địa ngục đó thì ngay lúc đó tạm thời nó không có, nhớ nha, tạm thời nó không có. Cho nên là chứ không phải là sẵn đây tôi nói luôn, nói rằng chúng sanh địa ngục có lúc nó không có phước là bởi vì ngay lúc đó thôi, chứ còn khi họ trở lên đó, thì cái phước quá khứ mà từ vô lượng kiếp xưa sửa xưa xa mà lâu lắc 5.000 trăm quẩn tẹt thì có, nhưng mà ngay cái lúc đó là lúc đó không có cái phước nào nó chen như lúc đó được hết nha. Thì lúc đó họ coi nỗ lực cách mấy cũng không được, lúc đó họ không có thể trông cậy vào cái phước quá khứ mà cũng không thể trông cậy vào sự nỗ lực của hiện tại. Như vậy thì ở đây mình có tất cả là bốn cái hạng người, và đừng có nghĩ rằng kinh nói mấy chuyện trên mây. Xin hỏi các vị, chúng ta trong room này có nằm ở trong bốn hạng người này không? Á lù, trong room này nè, có nằm ở trong bốn hạng này hay không? Trong bốn hạng này có chúng ta hay không? Có thì sao không? Dạ có chứ. Dạ có sao không? Dạ rồi. Bây giờ đó là mình học tiếp một cái kinh nữa đi, một kinh nữa là mình nghỉ. Đó là cái bốn hạng người trên đời này. À, tội.
Có tội, nhiều tội, ít tội, rồi không có tội. Thì cái này đúng là cũng 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 bà con, cái này bà con liếc của bà con hiểu. Số 1, chỉ cần tam nghiệp bất thiện thì gọi là có tội. Số 2, làm nhiều trọng nghiệp bất thiện thì gọi là tội nhiều. Bài kinh này cũng nhiều cái cũng đáng lưu ý lắm nha. Số 3, tam nghiệp thiện chỉ ở cái mức nhỏ nhoi, không đáng kể. Việc nhỏ tâm nhẹ, đối tượng không đức độ. Đó. Rồi cái số 4, người không còn một tí tội lỗi nào trong tam nghiệp. Đó, nhớ nha. Cái hạng thứ nhất á, chỉ cần tam nghiệp mà nó có bất thiện nó gọi là nghiệp có lỗi. Cái hạng thứ hai nó gọi là tam nghiệp bất thiện, nhưng mà ở một cái mức, nhưng mà ở mức độ cao trọng, mà có nghĩa là có quá nhiều cái trọng nghiệp. Thì ở đây trọng nghiệp đó là gì? Trọng nghiệp thiện ác là những gì ta thực hiện bằng một cái tâm trạng, bằng một cái tâm trạng dốc sức đó, cố ý, đối tượng đức độ hoặc đối tượng tập thể nha. Và hậu quả của cái hành động ấy quá lớn. Nó phải định nghĩa cái gì tam nghiệp lại chứ không thôi bà con biết trọng nghiệp là cái gì. Trọng nghiệp chính là thì dầu thiện hay là ác, là những gì mà ta thực hiện bằng một cái tâm trạng dốc sức cố ý. Thứ hai, đối tượng đó, đối tượng đức độ hoặc là tập thể, hoặc là đối tượng tập thể. Và cái thứ ba là hậu quả của hành động ấy, cái hậu quả nó quá lớn, thì ba cái này cộng lại mới gọi là trọng nghiệp nha. Trong rừng có nghe kịp không ta? Ba cái này cộng lại mới gọi là trọng nghiệp. Thì trong kinh này thì không nói đến cái thiện mà nói đến cái bất thiện. Thì ở đời này có chỉ cần tam nghiệp thân hữu ý đó mà nó có cái tác động, nó có cái động cơ tham sân si thì nó đã là có tội rồi nha. Còn ít hay nhiều là tùy thuộc vào ba cái điều kiện. Tôi nói lại nha, tam nghiệp được điều động bởi tham sân si thì đã là tội lỗi. Còn khinh nghiệp hay trọng nghiệp thì phải tùy thuộc vào ba cái điều kiện vừa kể trên. Mày còn hiểu không ta? Một là gì? Là cái việc đó được mình thực hiện bằng một cái tâm trạng phải nói là dốc sức cố ý, không? Thứ hai là cái đối tượng đó là phải là đối tượng tập thể hoặc là đối tượng đức độ. Có nghĩa là nếu đó là một cá nhân á, mà không đức độ thì nó đỡ, còn đằng này một cá nhân mà có đức độ là mệt mỏi lắm. Còn không nữa đó thì một tập thể không có đáng gì, nhưng mà đã gọi là tập thể thì mình đụng tới cái quyền lợi của tập thể cái tội nó lớn lắm. Thí dụ tôi đi ngang cái nhà của thằng Tèo á, tôi mới thò tay,
Giật cái dây chuông mạnh tay cái nó đứt cái xúc dây chuông đi, à, đứt cái dây đó. Cái tội đó nó nhẹ hơn là tôi làm đứt cái sợi dây giống như vậy mà ở một chỗ công cộng. Người ta dùng sợi dây đó để người ta ràng, người ta cột cái gì đó ở chỗ công cộng thì cũng là cái sợi dây kẽm thôi à, nó y chang nhau à, mua cùng một chỗ luôn. Nhưng mà cái kia là tài sản của thằng Tèo, thằng Tí. Cái tội nó nhẹ hơn là của công, biết trong nó nghe kịp không? Đấy. Cho nên nó một là cái đó được thực hiện bằng cái tâm trạng thế nào, thứ hai là cái đối tượng mà mình thực hiện đó là đối tượng đức độ hay là đối tượng tập thể, là lớn chuyện lắm. Số 3 đó là cái hậu quả của cái hành động đó. Thí dụ như ông Đề Bà Đạt Đa đó, trong kinh ghi rất rõ, ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông lăn cái tảng đá đó, nếu mà hôm ấy Thế Tôn không bị chảy máu á, tội khác. À, đặc biệt nha, nếu hôm ấy mà Thế Tôn không có bị chảy máu á là cái tội khác, cũng là tội nhưng mà tính khá nó nhẹ hơn. Còn hôm đó Đức Thế Tôn bị dập ngón kim cái rất là đau đớn, rất là đau đớn nha. Cho nên là cái việc thiện cũng y chang như vậy, mình là làm cầu đường giếng nước, à, bắt mấy cái nhà tắm nhà chạy điện rồi đó, à, rồi cúng dường computer cho mấy cái thiền viện học viện đó, thì đặc biệt là cầu đường giếng nước. Tại sao phước nó nhiều là bởi vì cái đối tượng mà mình gọi như mình nghĩ đến nhắm đến lại là tập thể. Thứ hai nữa đó là cái lợi ích của, tức là mình gọi là cái hậu quả đó, cái lợi ích của công việc đó đó, công việc của lợi ích của cái giếng đó thì nó là phải nói là quá lớn, không biết mấy ngàn mấy triệu người sử dụng cái giếng đó trong tương lai. Và nhờ cái giếng đó, những cái buổi trưa hè nóng bức, người ta có cái để người ta tắm giặt nấu nướng, rồi hành giả nực nội ra đó cũng nhờ cái giếng đó. Các vị tưởng tượng đi, nó lớn chuyện lắm. Đừng có nói là tôi nghèo rồi, tôi không có tiền, không có đừng có nói như vậy nha. Mình phải nhớ là Bác Hồ dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, kế hoạch nhỏ lụm là giấy ve chai mà có thể mua được nguyên cái đoàn tàu thống nhất thì biết tới giờ mua nổi chưa, nhưng mà mình cứ nhớ lời bác là chắc ăn. Thì coi như là tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình là như vậy, có nghĩa là bà con coi như là cứ là để dành tiền nuôi heo đất, là coi như là cứ lâu lâu khoảng chừng 1 năm 2 năm vậy đó, thì cứ qua Miến Điện đó, hoặc gửi người nào mình tin đó, cúng cho mình một cái giếng, quay phim chụp hình luôn, để cái tên đó, công đằng tôn nữ gì đó, để ngay cái chỗ cái giếng đó, mọi người cứ treo cái, thay mình treo nguyên cái mặt của mình phấn son thì treo cái tấm đó, nó treo trong phòng ngủ nha, treo trong nhà tắm, treo trong phòng ngủ, treo trong một cách để mỗi ngày mới nhìn lên cái hình chụp cái giếng đó, lòng nó sung sướng nha, sung sướng. Mà cứ mỗi lần sung sướng như vậy là công đức vô lượng luôn, là bởi vì biết bao nhiêu người để sử dụng cái giếng đó. Tôi từng đến Mandalay, tôi từng nhìn thấy cả 20 ông sư nhỏ bu quanh một cái giếng nước, trưa nắng trào máu, mấy chả múc lên, mấy chả xấu lên người nha. Rồi lát sau có cái ông xe đo bự lừ 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 tiến tới, mấy ông nhỏ dạt hết để cho mà ông sử dụng cái giếng đó. Tôi nhìn tôi thấy mắc cười, tôi nhớ Tào có một câu là đại bàng lai đáo tiểu bàng phi, à, thượng tọa đi đến thì tiểu đức đi. À, nghĩa là đại bàng tới thì coi như là mấy thằng tiểu bàng giọt hết, nhưng mà mình nhìn mình thấy mắc cười, mình thấy thương, là gia tại chùa có giếng không mà ở 100 mấy chục vị thì bây giờ sao. Thì giấc trưa là mấy cha nhỏ ra, mấy cha dọc nước, mấy cha tắm, mấy cha gọi, mấy cha giặt giũ thôi, mấy cha thấy mấy xếp bự tới, mấy cha biến hết. Lúc đó tôi nghĩ trong bụng, tôi nói trời ơi, cái chùa này với cái lực lượng như thế này, chưa kể cư sĩ nha, cái này mà mình dọng thêm chừng 3 cái giếng nữa cũng 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 không có dư nữa, thiệt đó. Cái trường Tam Tạng ở Minh Lê đó, bây giờ mình cho nó 3 cái giếng nữa cũng không có dư nữa, nói gì là một cái nha. Rồi bao nhiêu nước dơ nó đổ ngược xuống cái giếng, móc lên xài tiếp đó, rồi đừng có trách tại sao bị lát, tại sao bị bất biến hát lào gãi cả làng luôn, là tại vì cứ tắm gọi ra nên nó chảy xuống dưới trở lại nha. Cái lát khô đi trước, cái lát ướt đi sau, mà hai lát gặp nhau tha hồ mà gãi, thương lắm. Thì coi như là một cái trọng nghiệp thiện ác là nó phải dựa vào 3 cái điều kiện này: một là cái tâm tư của người tạo nghiệp, hai là cái đối tượng nó là tập thể hay là cá nhân, có đức độ hay không có đức độ, và ba cái hậu quả của cái việc làm ấy. À,
cái kết quả, cái tác động mà công việc ấy mang lại đó, nó lớn hay bé. À, thí dụ như bây giờ mình thôi khỏi ví dụ, nó mệt, nói gì hiểu nha, hiểu nha. Bởi cho nên trong kinh nó vì đâu mà mình cúng dường bữa ăn cho cái vị thánh mình xả thiền diệt công đức vô lượng, tại sao? Là bởi vì cái vị này đã nhịn đói 1 tuần rồi, 1 tuần lễ nha. Cơ thể vị này là coi như là lúc đó là đang suy kiệt toàn tập, toàn tập. À, mặc dù năng lực thiền định gì đi nữa nhưng mà cũng xác phà, cái xác cũng là xác thịt mà, xác xưa cái xác cũng còn phà, cái xác cũng nó không phải là nó thánh, là thánh cái tâm chứ, cái thân cũng là thân, cũng là cái xác nhân loại thôi. Mà bây giờ đó, mà mình thử mình 7 ngày không thở, không ăn, không uống thì cái thân xác nó kỳ dữ lắm. Cho nên cái kẻ nào mà cúng dường một một muỗng cơm cho cái vị thánh mà mình xả thiền diệt đó, là coi như cứu mạng cái vị đó. Cái bữa ăn nó không có phải là bữa bữa bố thí bình thường mà nó là cái bữa ăn cứu mạng, các vị biết không? Đó, nhờ cái bữa ăn đó mà vị ấy sống tiếp đó. Đó, nên vì đâu mà trong kinh nói cái cúng dường cho cái vị mà xả thiền diệt là công đức vô lượng là chỗ đó. Rồi trong kinh nói cái vị mà an trú trong từ tâm á, từ bi hỷ xả đó, mà mình cúng dường như vị đó là công đức vô lượng. Là vì sao? Là bởi vì trong lòng của vị ấy ngay lúc đấy không phải chỉ một người mà là vô lượng chúng sinh. Quý vị phải ghi nè: ta bé mọn vì trong tim ta chỉ có mình hay người phe ta. À, hiền thánh vĩ đại vì trong tim họ là vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh. Chỉ nhớ bao nhiêu đây là lẫm sinh sống, đâu mà cúng dường cho các bậc thánh, vì đâu mà cúng dường cho cái vị mà an trú từ tâm mà công đức vô lượng thì dễ ẹt. Là bởi vì cứ nhớ hai câu này: ta bé mọn vì trong tim ta chỉ có mình hay là người phe ta. Bé mọn, trời ơi, tôi đã bé mọn mà còn viết sai nữa thì càng bé mọn nha. Hiền thánh vĩ đại vì trong tim họ là vô lượng vũ trụ và vô lượng chúng sinh. Đó, từ đó mới dẫn đến cái chuyện, mà gọi là công đức vô lượng nha. Đó, bây giờ mình học tiếp cái kinh khai, kinh kinh này học cho hết, nào kinh này nó đủ rồi, mạnh lắm rồi. Đó, như vậy trong đời này có cái loại chúng sanh đó là tội ít tội nhiều, và lên lên tới bậc thì La Hán thì không tội là vậy đó. À, phan còn cái nữa, có người đó không tạo trọng nghiệp ác nhưng mà tạo cái trọng nghiệp thiện, có người không trọng nghiệp thiện lại tạo trọng nghiệp ác, hiểu không ta? Các vị có hiểu không? Rồi, à, riêng La Hán thì không còn tạo nghiệp nữa vì người hiểu rõ bốn đế thì không còn cái điều kiện tâm lý để tạo nhân sinh tử. Rồi bây giờ thêm một bài kinh này phải nhớ nè, bài kinh này mình kinh học rồi, bây giờ mình nói tới nghiệp ác nghiệp thiện, à, tao có tội không tội phải nhớ cái này. À, ta đã học kinh này ở phần trước, có nghĩa là có người á, một tí công đức giống như cái nắm muối trong cái chén nước, có người bao nhiêu công đức cũng như
cũng chỉ như nha, cũng chỉ như nấm muối bỏ xong, có người một tí tội lỗi cũng nhiều, cũng có cái tác dụng như nấm muối trong cái chén nước. Có người lỗi lầm lớn bao nhiêu cũng chỉ như cái nấm muối mà luyện xong. Bây giờ có hiểu không ta? Trước khi mà chứng thánh đó, giết hàng trăm người, sau đó chứng La Hán, niết bàn luôn, xù nợ đó, nhớ nha, xù nợ. Người mà ít phước thì một tí cái ác nghiệp á cũng đủ đưa họ sa đọa. Các vị nghe kịp không? Người ngài vô não trước khi chứng thánh á thì giết hàng trăm người, nhưng mà sau đó chứng La Hán á, niết bàn luôn, coi như xù nợ. Còn con người mà ít phước á, thì một tí ác nghiệp cũng đủ đưa họ sa đọa. Nhớ cái này, trong kinh còn ghi cái này mới ớn nè. Trên đời có các cái hạng người sau đây: phước nhiều hơn tội, tội nhiều hơn phước, phước tội tương đương. Thì trong kinh cứ ghi rõ cái này bà con phải xăm lên người tiếng nay còn chỗ không nha. Ba cái này quan trọng lắm. Cái phước nhiều hơn tội là sao? Là công đức họ nhiều quá thì lúc đó nó một chút xíu nghiệp ác đó, nó giống như là một miếng muối mà mình luyện vô hồ nước, vô ao nước, vô thả xuống sông vậy đó, không nghĩa lý gì hết. Trong chú giải nó cái hạng người này nè, lúc mà họ cận tử á, lâm chung á, phước nhiều hơn tội đó, cái loại này dễ lắm, chỉ cần mà có ai tụng niệm họ, chỉ cần nhắc họ một câu là họ đã đi được rồi, hoặc khi tự họ đã đi lên, hoặc là chỉ cần ai đó mà nhắc nhẹ là họ đi lên. Hạng thứ nhất là hạng phước nhiều hơn tội. Cái hạng thứ hai đó là tội nhiều hơn phước, thì cái sự mà hộ niệm cho họ nó phải nhiều hơn, và kể cả cái người mà coi như là công đức, coi như là đức độ ghê gớm lắm, mới có thể tạo ra một cái tác động gọi là đủ mạnh để giúp họ nha, nhớ nha. Rồi còn cái hạng thứ ba đó là phước tội tương đương, thì coi như là 50-50. 50-50 thì dĩ nhiên là năm ăn năm thua, nhưng mà riêng cái nạn mà tội nhiều hơn phước là coi như khó lên nó. Cái đó là chỉ trừ nó có một cái sự gia trì ghê gớm của một cái nhân vật nào đó mà coi như là đức độ ngang trời đó, chứ không phải tầm thường. Như trong kinh kể, ngài Xá Lợi Phất này có một cái người đệ tử mà làm cái nghề mà nghề đao phủ, khi mà ông sắp chết ông sợ lắm, ông mới cho người nhà thỉnh nhà tới. Thì trong kinh đó, cái ngài Xá Lợi Phất này có một A Tăng Kỳ Ba La Mật, mà ngài lại có trí tuệ của đệ nhất thinh văn nữa, ngài có đức độ, có trí tuệ, có phước báo của một vị mà đệ nhất thinh văn. Thì với cái sự giống như chỉ cho, giống như ngày 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 dùng cái đức độ của ngài đó, ngày, ngày kích động cái tư tưởng của ông, tác động lên đồng, một theo cái hướng tích cực. Ông nhìn thấy ngài, khi ngài rải tâm từ là ông nghe nó mát rồi, ngài rải là ông nghe mát rồi, ngài nghe mát. Và cái ánh mắt, cái nụ cười, giọng nói của ngài là làm cho ông thấy yên liền, nghĩ là bây giờ trời có sập xuống thì cũng là đắp mền thôi.
Thì ông mới hỏi ngài như cả đời con cứ chặt đầu người ta bây giờ cũng sợ quá, thì ngài sẽ là bắt ngài không có nói cái gì ngoài ra câu hỏi là cái việc đó tự ông làm hay là do người khác kêu ông làm. Thì ông nói dạ tự con là do người khác kêu con. Thì ngài nói ông đừng có nghĩ tới cái chuyện đó nữa mà hãy nghĩ đến chuyện khác đó. Chứ còn nhiều vị kể nói là ngài nói không có tội thì không có đúng, mà ngài nói ông hãy nghĩ đến chuyện khác, đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa. Mà cái vị biết cả đời để chặt đầu người ta mà nha, nhưng mà nhờ cái người mà hộ niệm cho ổng chính là ngài sẽ lợi phất. Và cái chữ hộ niệm đây là do tôi xài cái từ của bây giờ, chứ đúng là cái hộ niệm này nó có nghĩa là mình giúp đỡ những cái người mà ra đi đó bằng những cái nhắc nhở, chứ còn họ đã hôn mê rồi thì coi như hết phim nha, hết phim, game over. Mà đồng thời đó là làm ơn nhớ giùm thời Phật, không có cầu an cầu siêu. Bởi vì thờ Phật, Phật chỉ cần nghe ai nó mất là ngài biết họ đi đâu rồi, còn cầu là cầu cái gì, họ đi với cái nghiệp của họ mà làm sao ngài dành với cái nghiệp được. Đó là một. Thứ hai đó là đối với cầu an, đã là bệnh nghiệp thì bây giờ có cầu cỡ nào nó cũng không hết. Mà nếu nó là cái bệnh, là bệnh ngoài, bệnh tàu, bệnh thời khí, thì cứ cho nó uống thuốc đúng thầy đúng thuốc rồi như nó hết thôi, thậm chí lấy nước mắm chích vô tĩnh mạch nó cũng 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 hết bệnh nữa, thí dụ như vậy. Rồi miễn là hạ đúng là bệnh, mà bệnh bệnh do nhân hiện tại đó thì coi như là ok đó. Còn mà bệnh mình do bệnh nghiệp, bệnh căn là thua, cái đó là chỉ là ngay cả Đức Phật còn phải bị bệnh kiết lỵ trước khi mất. Ngài Xá Lợi Phất cũng phải kiết lỵ trước khi mất. Vô vàn những vị khác như vua Tịnh Phạn là coi như là công đức trùng điệp, vậy mà cũng phải có bệnh này nọ chút đỉnh rồi mới chịu chết, chứ đâu phải tự khi khơi mà mất đâu. Vậy nó phải có cái đạo chánh rồi nó mới có xoắn ngôi rồi, chứ đâu phải tự nhiên đang ngon lành đi lăn đang chết sao được nha. Mà sẵn ở đây tôi nói luôn bà con ơi, cái chuyện mà tôi đang làm ráo riết trong nhiều năm qua đó là tôi cứ luôn luôn tôi nguyện rồi sống lâu mau không quan trọng, mà chỉ mong đó là chết sạch, chết yên và chết tỉnh. Nhớ nha, là con không có cầu sống lâu mà miễn là con đi cho nó ngọt. Mà ngọt ở đây là chết sạch, chết yên và chết tỉnh. Chết sạch ở đây có nghĩa là đừng có hôi hám tanh tưởi khổ mình khổ người, đó là chết sạch. Chết yên là đừng có giãy giụa quằn quại rên xiết rồi đó. Chết tỉnh nghĩa là đừng có hôn mê nói năng hoàng xiên bậy bạ nha, tỉnh táo thấy rõ mình nó yếu lắm rồi, đang leo lét cứ vậy hơi thở ra và biết vào, không sợ hãi, không tiếc nuối, không hờn giận, không nhớ thương, biết rằng đã đến lúc phải đi. Năm xưa mấy mươi năm trước ta cũng từ đâu đó cũng ngáp ngáp như vậy mà đi vào bụng mẹ, rồi mấy mươi năm sau bây giờ ta cũng nằm đây ngáp ngáp để đi về một phương nào đó. Nhớ nha, có cái gì nhớ nha, cứ nhớ cái đó. Lúc cận tử hãy nhớ điều này. Mấy mươi năm trước ta cũng giống như vậy, trước khi vào bụng mẹ, nay ta trở lại cái tình trạng đó để đi về nơi khác. Chỉ vậy, phải nhớ cái đó thôi, phải nhớ cái đó, nhớ nha. Phải nhớ chứ bây giờ đó mà bà con đâu có làm sao mà muốn cho mình đi tỉnh, mình đi kiểu gì đây. Phải có cái cách thứ hai để nhớ cái này, cái chết không phải là sự kết thúc mà nó còn là sự bắt đầu. Nhớ nha, cái chết đó nó không phải cái sự kết thúc mà còn là cái sự bắt đầu. Nghĩ vậy cũng bớt tiếc nuối và sợ hãi. Nhớ nha, và mình cũng phải tin một điều là phải phước báo ghê gớm lắm ấy, mình mới gặp được Tam Bảo, mình mới có niềm tin Tam Bảo, mới hiểu được Phật pháp. Phải học giáo lý quý vị à, quý vị phải học giáo lý nha, phải học giáo lý mới có thể làm cái chuyện tôi nói. Tại vì cái người có phước báo họ mới hiểu được đạo,
Chứ còn nếu mà đi vô chùa mà cứ biết cắm đầu làm phước, nghe quyên góp kêu gọi rồi móc túi ra rồi mấy chục năm trời tới hồi mình chết đó, thì lúc mình còn sống thì nó ok ngon lành lắm, nhưng mà tới hồi ngáp ngáp đó, Phật pháp thì coi như rỗng không, trong đầu mình không có một cái chữ kinh điển giáo lý gì hết thì mệt lắm. Trong khi đó nếu mà mình có một cái thời gian mà học hỏi Phật pháp đó, thì lúc chết mình mới có chỗ dựa. Mình cứ nghĩ thế này: tôi không phải là người vô phúc, bởi vì nếu tôi vô phúc tôi không gặp được chánh pháp, tôi không được học chánh pháp, tôi không được nhớ chánh pháp. Cho nên từng ngày từng buổi mà ta học kinh tạng đây nè, nó chính là những buổi cầu siêu cho chính mình đó, cái gì biết không? Đây là thường nghiệp đó. Cứ một tuần mà làm được 4 buổi như thế này đó là thường nghiệp, đó là cầu an mà nó cũng là cầu siêu, các vị biết không? Chứ đừng có nghĩ là vô đây vô đỡ buồn rồi vô đây chát tầm bậy tầm bạ, cái đó là vô minh, là u mê, là đần độn mới nghĩ như vậy. Chứ phải nói đó là mỗi một tuần mà có 4 ngày như thế này đó là 1 tháng là các vị được 16 ngày nha. Mà 10 tháng mà các vị được 160 ngày, các vị tưởng tượng đi nha. Còn 2 tháng kia tôi bỏ, coi như là lúc tôi bệnh tôi bận thì bỏ, coi như năm mà lấy 10 tháng thôi. Là 1 năm có gì được 160 buổi học kinh tạng. Các vị tưởng tượng 10 năm là bao nhiêu? Là 1.600 buổi, các vị nghĩ đó cũng là một cái trọng nghiệp thiện đó chứ nha. Cho nên là nếu sẵn tôi nói luôn, bà con nào mà ngáp ngáp đó mà không có thỉnh tăng ni được đó, theo tôi đó, hỏi gia đình phải hỏi hỏi bây giờ má muốn nghe hay không, má muốn nghe cái râm nào đó thì mở ra cho má nghe. Rồi má vừa nghe ngáp ngáp tay bắt cánh chuồng ha, xong rồi có má nghe cái râm nào má khoái đó, cứ má cứ nghe nó giảng. Còn không đó mình phải order, mình đặt hàng, mình nói sư bữa đó sư giảng cái tích Phật là pháp tu tứ niệm xứ gì đó, rồi đến cái ngày nó cũng mở cho má con nghe. Mày nghe lai nó khác, mày nghe nghe nguội nó khác, mày nghe lai thì nó mới mạnh, bởi vì cái thằng cha đang nói là chắc cha đang nhắm tới mình mà. Cha vì mình cha nói, cho nên nó cái lực tác động nó mạnh hơn đó. Cái đó coi như cái này gọi là cầu an tê lê đó, có nghĩa là cầu từ xa, dầu Bắc Âu Nam Phi như gì đi nữa vẫn có thể, mình có thể cầu nguyện một cách này. Và tôi đọc trong cái quyển mà Search for the Soul, Chicken Soup for the Soul của Mỹ, nó có một cái bài viết mà tôi mê lắm. Tức là có mấy cái hội thánh tin lành ở bên Mỹ đó, chuyện có thiệt, là cứ mỗi lần mà mấy cái mà member trong cái hội thánh đó mà có chuyện buồn hay là tan gia bối rối gì đó, hoặc là mất thất tình, mất tiền, bệnh hoạn gì, thì họ sẽ hẹn ra một chỗ nào đó. Cái người mà gặp chuyện nó sẽ ngồi chính giữa, và tất cả member khác ngồi chung quanh nó, tay nắm tay đọc kinh đó. Tôi mê cái đó lắm. Thì tại sao mà Chúa hay như vậy mà chùa không bắt chước nha? Thì thôi thì cứ mỗi lần em nào có cái chuyện buồn, bệnh hoạn, sợ hãi, ung thư hay là đau bệnh gì mà nặng nề đó, là cứ một cái đám đông mà nó hè nhau từ xa cũng được, mà xa thì nó mở lên cái màn hình bự thế này, rồi mỗi người nói một câu, nhưng mà nhớ tránh mấy bà tám, bà nói tầm bậy tầm bạ thì thôi, mà chỉ nói cái gì cần thiết thôi. Đây là cái cách hộ niệm mà tôi mong sau này tôi sẽ lập một cái hội gọi là hội hộ niệm là Liên Châu này, có nghĩa là bà con có thể chia sẻ với nhau, ai có bao nhiêu có tâm tình ẩn ức, thất tình, lỡ giận, công danh, sợ ma cũng được, nó thể sợ ma cứ online. Mở màn hình, bây giờ em đang ở trong cái căn nhà coi như có con trai thắt cổ, em mở mình em sợ thì xin đại chúng quẩn gia trì cho em. Thì coi như mọi người cứ thức khuya trên đó, mình cứ mở cái màn hình đó, nó người ta cứ ăn uống 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 trà, rồi người ta cũng khi mà người ta nhìn thấy cái căn phòng của mình đó, trong cái màn hình đó, tự nhiên cái mình hết sợ rồi. Tại vì mọi người đang nhìn mình mà, nhìn mình ngủ mà, mình ngủ trong cái sự gia trì, trong cái niềm chia sẻ sớt sang sớt của bà con, thì nó cũng bớt sợ nữa. Ok, nghỉ rồi, bây giờ phải nghỉ, ngày mai gặp lại bà con nha. Chúc các vị một ngày vui. Idam me punyang asuvakkhaya vaham hotu. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.